Chiếc ô tô 7 chỗ chạy tốc độ cao bất ngờ lao thẳng vào hông xe đầu kéo. Vụ tai nạn nghiêm trọng này đã khiến 3 người chết và 5 người khác trọng thương trên địa bàn của huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào 4 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 7. Ô tô 7 chỗ biển số Nghệ An do tài xế Hồ Tuấn Sáu, trú tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Nam Bắc. Khi đến địa phận thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, chiếc xe được cho là chạy với tốc độ cao đã đâm vào đuôi xe đầu kéo biển số Thanh Hóa. Tại hiện trường, chiếc xe 7 chỗ vỡ nát phần đầu, gần nửa phần mui xe bị cắt đứt, vỡ vụn. Ít nhất 3 nạn nhân gồm Lê Văn Mùi, 48 tuổi, Nguyễn Văn Tân, 62 tuổi và Nguyễn Thái Hà, 29 tuổi, đều quê Nghệ An, tử vong trên đường đi cấp cứu. 5 người bị thương hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa, huyện Hà Trung trong tình trạng nguy kịch.